Nam-mô-a-di-đà-phật. Kính thưa Hương Linh, bà Lê Thị Chi, pháp danh Diệu Lương, bà nghe cho thật rõ. Đến bây giờ, báo thân này của bà xả bỏ đã được 9 giờ đồng hồ, nghĩa là bà không còn phụ thuộc nơi thân xác này nữa. Khổ đau do bệnh tật cũng không còn chướng ngại để bạn niệm Phật học thành Phật. Rất nhiều năm tháng này bà chỉ chờ cái cơ hội là buông cái báo thân này để được theo Phật A Di Đà đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ là lúc bà đã thực sự xả bỏ cái thân này. Vì vậy, mong bà đích tâm là vui mừng lên, nhiếp tâm là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc. Còn giờ phút này, nếu bà còn hiện hữu nơi đây mà còn nghe được lời này là bà thực sự gặp nạn rồi, là bà đang chấp trước một điều gì không chịu buông xuống, bà phải nhớ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc đều do chính bà quyết định, đừng vì ngoại thích mà mất cơ hội giải thoát, đừng vì bất kỳ tiếng khen chê. Bà nhớ rằng đời đến đây đều là ân oán đòi trả. Hôm nay tất cả thân bằng quyến thuộc từ chồng con của bạn là người đã tận tâm giúp đỡ giúp bạn đời hộ trì niệm Phật giúp đỡ, còn ngoại thiên khác bạn đừng quan tâm đến. Vì những người không hiểu đạo thì bạn phải hiểu rằng họ đáng thương hơn là đáng trách. Nếu mình để tâm vào việc đó thì vô tình mình mất cơ hội giải thoát trong đời này. Nếu tu từ người khác thì Phật dạy vĩnh viễn ở lại luân hồi. Vậy mong bạn hiểu được mà quyết lòng buông xuống niệm Phật cầu sinh cực lạc. Bà là người sống đôn hậu, biết thương người, giúp người, và bao nhiêu năm niệm Phật tu hành, ăn chay, niệm Phật, dẫn chúng hộ niệm, thì hôm nay, cái ngày bà trông chờ đã đến, bao nhiêu năm tích công bồi đức, thì hôm nay, cái giây phút này đã đến với bà rồi. Vậy thì bà đừng vì một lý do gì mà chần chừ do dự, đành là mà khổ đau. Bà phải nhớ đời bà ông thấy là có nhân duyên với nhau, thì hôm nay ông đang ngồi đây đang niệm Phật cho bà, ông cũng tha thiết muốn bà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng từ sáng đến giờ bà phải nhớ rằng phải có người đứng để lo liệu mọi việc để cho mọi người vào niệm Phật thuận lợi. Thực chất ông rất muốn bà vãng sinh nên bà không được một lý do gì mà trách mắng ông. Bà phải nhớ rằng vãng sinh được là nơi chính bà quyết định. Vậy hôm nay nếu bà thực sự còn nghe được lời này thì xin bà mau mau buông xuống. Bà phải nhớ tín nguyện niệm Phật nhưng phải buông xuống thì bà mới vãng sinh tịnh độ được. Vậy trong giờ phút này nếu bà nghe được lời này của con, xin bà cấp kỳ buông xuống, giữ trọn lời hứa là quyết tâm đời này đi về Tây Phương, quyết tâm không phụ ơn Phật, không phụ ơn thầy, không phụ ơn tất cả đại chúng cũng như thân bằng quyến thuộc. Chẳng nghĩa một lời hứa của bà bao nhiêu năm tu hành lại không có giá trị hay sao? Bà muốn những người khác chuyên nhất tu hành niệm Phật cầu sinh cực lạc thì bây giờ là lúc bà để cho họ thấy rằng thành tựu từ một câu A Di Đà Phật. Còn nếu như bà không vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì tất cả những gì bà từ trước đến nay đối với đồng tu, đối với bạn bè làng xóm
đều là vô giá trị hết, chẳng có ý nghĩa gì. Vậy mong bạn hiện hữu nơi đây, nếu thực sự thương chồng mình, thực sự thương con mình, thì bây giờ phải làm minh chứng là vãng sinh Tây Phương, để cho họ tin sâu nguyện thiết trong cơ hội này, phát tâm tu hành cầu sinh cực lạc, thì ngay trong đời này tất cả gia đình nhà mình sẽ hội tụ nơi Tây Phương cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Bạn nhớ rằng gặp Phật A Di Đà thì tất cả mong cầu ước muốn của chính bạn ngài sẽ đáp ứng, ngài không đáp ứng được ngài quyết thề không thành Phật. Vậy hôm nay mọi tâm ý, mọi ước muốn lập tức buông xuống để đi về Tây Phương trước. Gặp Phật A Di Đà thì bà có thể gặp thân bằng quyến thuộc, không những đời này mà nhiều đời nhiều kiếp, bà quan tâm thương yêu chăm lo giúp đỡ cho họ. Bà rất là thương người giúp người, nhưng là phàm phu thì không lo được mấy, còn chỉ cần vãng sinh Tây Phương cực lạc. Đức Phật dạy là thân bà lúc đó có ở, có mặt ở mười phương thế giới, lúc đó bà được hằng hà vô lượng vô biên tất cả chúng sinh khổ nạn. Vậy mong bà hôm nay là cái cơ hội mà nhiều năm nhiều tháng chỉ chờ cái cơ hội hôm nay để vãng sinh, để độ tất cả chúng sinh, trong đó có oán thân trái chủ, trong đó có bạn đạo đồng tu, trong đó có thân bằng quyến thuộc. Vậy tất cả những gì bà nói trong đời thì thể hiện chính là giờ phút này, một câu A Di Đà Phật rồi buông xuống vạn duyên niệm A Di Đà Phật để đi về Tây Phương cực lạc. Bạn nên nhớ rằng chân tâm tự tánh của mình vốn là Phật, hôm nay niệm Phật là trở về chân tâm tự tánh, chính là quê hương của chính chúng ta, là thế giới Tây Phương cực lạc. Vậy nơi đây thì là vô thường huyễn mộng, Phật dạy là vô thường huyễn mộng, nên không được chấp vào nó. Vì chấp vào cái vô thường huyễn mộng cuối cùng cũng là tay không mà thôi. Vì đã là vô thường thì sáng còn tối mất, không bền lâu. Nhà tiền tài ân nghĩa chồng con bạn bè anh em hàng xóm láng giềng, tất cả Phật dạy chỉ là vô thường huyễn mộng, nghĩa là sáng còn tối mất, không bền lâu. Vì vậy không được chấp trước vào bất kỳ điều gì, mau mau buông xuống niệm A Di Đà Phật, đi về Tây Phương cực lạc với tinh thần dũng mãnh, quyết tâm cầu sinh cực lạc bạn trong những năm tháng cuối đời, thì con tin rằng bạn sẽ vãng sinh Tây Phương cực lạc. Vậy mong bà bây giờ muốn giúp thân bằng quyến thuộc thì mau mau niệm A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương cực lạc. Nơi đây có hình ảnh của Phật A Di Đà, xin bà nhìn ngắm ngài cho thật rõ. Theo ngài thân tướng trông thấy nơi đây, ngoài không theo bất kỳ chư vị nào, dù là thân bằng quyến thuộc, dù là ông bà cha mẹ, không được theo theo bất kỳ chư vị nào mà không phải Phật A Di Đà bằng lạc đường như bà tăng đồ ác đặc. Chính vì vậy mong bà hôm nay thực sự cứu lấy cái huệ mạng của mình, Phật dạy tâm niệm Phật tâm sẽ thành Phật. Xin bà niệm Phật phát nguyện theo con A Di Đà Phật cho con về Tây Phương cực lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương cực lạc, A Di Đà Phật cho con về Tây Phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả chư vị, trong pháp giới có duyên lành và chẳng lành với hương linh bà Lê Thị Chi, pháp danh Diệm Ngư, chúng tôi thành tâm chấp tay khấn nguyện và cúi đầu cầu xin chư vị thương tình tha thứ, nếu trong đời quá khứ hoặc hiện tại đời này vô tình hay là cố ý gây chư vị sự khổ đau, thì mong chư vị từ bi hoan hỉ mà tha thứ. Về hương linh Lê Thị Chi, pháp danh Diệu Lương, về vốn là phàm phu, Phật dạy là phàm phu trong luân hồi sinh tử, thì chắc chắn không tránh khỏi những lúc mê mờ, làm những điều sai trái. Hôm nay những lúc cuối đời nhận ra lỗi lầm, thành tâm sám hối, quyết lòng niệm Phật để cầu về Tây Phương. Trên là thành Phật đạo, dưới là cứu độ chúng sinh.
trong đó có chư vị và thân bằng quyến thuộc của tất cả chư vị, thì xin chư vị đừng vì một chút đòi thù trả oán mà mất đi cơ hội giải thoát trong đời tương lai, mất đi cơ hội để cứu độ thân bằng quyến thuộc trong vô lượng vô biên kiếp. Chư vị nên biết, chúng ta từ vô lượng vô biên kiếp đến nay vốn là thân bằng quyến thuộc, là ông bà cha mẹ của nhau, nhưng vì là phàm phu trong lúc sinh tiền, vì thường để ý lỗi của nhau nên một đời để ý lỗi nhiều hơn một đời. Đến hôm nay từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta để ý lỗi nhiều quá nên cuối cùng trở thành oán thân, trái chủ, đối đầu, nợ mặt lẫn nhau. Vậy hôm nay chư vị tha thứ cho Hương Linh Lê Thị Chi, pháp danh Diệu Lương, là chư vị đang tha thứ cho thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ của chính mình. Và chư vị hôm nay thành tựu cho Hương Linh Diệu Lương đi về Tây Phương Ngược Lạc, một đời thành Phật, là chư vị đang lập công đức lớn. Công đức này là vô lượng vô biên. Đem công đức này phát tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, thì chư vị cũng được Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì chân tâm tự tánh của chúng ta là một vị Phật, chúng ta niệm Phật là trở về vị chân tâm tự tánh của chính mình. Vậy cái cơ hội này đối với chư vị là từ vô lượng vô biên kiếp đến nay chưa từng có được, hôm nay đã đến. Mong chư vị đừng bỏ lỡ cơ hội này mà buông xuống vạn duyên. Còn nếu chư vị vẫn quyết một lòng đòi thù trả oán, thì xin thưa với chư vị rằng Đức Phật đã dạy, nhân quả nó tuần hoàn, ta là ta chỉ, có nghĩa là trong quả có nhân, từ nhân lại ra quả, có nghĩa là chư vị đến đây đòi được thù thì quả này đòi được, nhưng vô tình là nhân mới, nhân này lại tiếp tục đời sau ra quả, cứ tuần hoàn như vậy. Thì Phật mới dạy rằng nếu như lấy oán báo oán, oán ấy sẽ chất chồng, còn lấy ân báo oán, oán nợ sẽ tiêu tan. Vậy mong chư vị hôm nay hiểu được nguyên nhân này mà buông xuống vạn duyên, đừng kìm hãm người trong ác đạo, trong lục đạo luân hồi, mà tự kìm hãm mình trong lục đạo luân hồi, trong tam đồ ác đạo, còn hộ niệm cho người, giúp người thành tựu vãng sinh Tây Phương là đang tự hộ niệm cho chính mình. Đây là cơ hội mà để chư vị một đời liễu sinh thoát tử, một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị hãy vì liễu thoát sinh tử đời này, buông xuống tất cả oán thù, cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương. A Di Đà Phật đang trông chờ chúng ta, vì thương tất cả chúng sinh trong pháp giới nên ngài phát 48 lời thệ nguyện, nguyện nguyện đều nhằm độ tất cả chúng sinh. Trong đó nguyện 18 ngài phát nguyện: khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu tôi hết lòng tin tưởng, nếu điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sinh nước tôi, cho đến 10 nguyện mà không được sinh, tôi thề không thành Phật, duy trừ những kẻ và tội ứng nghịch và phỉ báng chính pháp. Vậy bây giờ xin chư vị cùng với những người niệm Phật chúng tôi đồng hướng về Phật A Di Đà phát nguyện vãng sinh và niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho Hương Linh Lê Thị Chi pháp danh Diệu Lương. Cho Hương Linh Lê Thị Chi pháp danh Diệu Lương. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên, cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên, được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư Đại Hải Chúng. Chư Đại Hải Chúng. Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi. Phóng Quang Tiếp Độ. Phóng Quang Tiếp Độ. Cho Hương Linh Lê Thị Chi Pháp Danh Diệu Lương. Cho Hương Linh Lê Thị Chi Pháp Danh Diệu Lương. Cùng tất cả chư vị Pháp giới hữu duyên. Cùng tất cả chư vị Pháp giới hữu duyên được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.